Bạn bè cũng đã hết lòng với nhau, thôi thì nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Duy Khánh ơi, chồng cô đâu rồi cô? Đi làm rồi chút mới về. À dạ, chú làm gì vậy cô? Làm thợ mộc. Dạ. Dạ đã giờ cô vẫn chưa con cho vô đúng không? Đây nè, cái con chỉ cô làm. Cái này thì nói chung là cũng không khó, nhưng mà cô phải tập trung. Tại con sợ là cô. Phúc ơi, coi Phúc ơi, cái con em này chấp nhận được tao mới chơi vô nhà nha. Trời ơi, vậy hả? Ai vậy cô? Ở phòng à, à vậy hả? Dạ rồi, vậy đó mời ra hết đi rồi. Là có người ghé nhà. Dạ. Người lạ. Người lạ. Nè cô, là con mới học được á, là bây giờ đầu tay là cái tay của mình phải dày nè cô. Đó, cô làm theo con. Cô làm theo con. Tại vì cái này còn ảo thuật. Dạ đúng rồi. Thôi con làm đi, cô coi được rồi. Không phải, cái ảo thuật này là phải tương tác với lại cô. Tại vì ảnh dặn con là muốn tương tác với cô á, chứ này là không có làm một mình được cô. Nhanh dạ, rồi cô giơ cái này lên, một bên lên. Dạ rồi, cô chụp qua bên đây. Đó. Cái hai cái ngón này của cô chỉ xuống nè, hai ngón cô chỉ xuống. Đúng rồi, đây nè, đây đó, cô chỉ xuống. Dạ rồi. Được chưa cô? Rồi chưa? Rồi đây. Từ từ để làm, nãy con làm gì? Rồi. Dạ, mình đừng dạy sai nha. Quên rồi, cái nào quên bài rồi. Đây. Gì lỡ ra cái gì? Cái ra một ngón tay quá. Ủa sao quên mất tiêu rồi? Chắc phải học lại quá. À nhớ rồi, đây cô làm lại, nè. Đúng rồi đâu, hai cái con này phải chỉa xuống, dạ rồi. Coi chưa cô? Rồi được chưa cô? Rồi cô lật ngược lại nè, thì nên sao con lật được nè? Vậy hả? Dạ đúng rồi, cô lật ngược lại đó, này nè con, đó vậy đó. Dạ, đó, bị trật sai, thấy chưa? Đó, bởi vậy nó hay là chỗ đó. À. Dạ, đó. Thành công rồi, bây giờ thích rồi. Dạ, thua nó rồi, hãy cho nó vô. Dạ rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô. Rồi, xong.